Buổi sáng bắt đầu thật tuyệt. Ngũ cốc trái cây ngon quá. Này Jen, cho tớ ít được không? Cậu sẽ phải hối hận thôi. Phiền ghê. Mình chỉ muốn một miếng thôi mà. Ôi trời, suýt thì được. Mình sẽ múc đầy thìa. À? Chỉ có chỗ cho một thìa ở đây thôi bạn yêu. Wow, sáng tạo đấy Kevin. Nhưng không. Cậu muốn uống sữa à? Ra tủ lạnh mà lấy. Được thôi. Jen chẳng hề biết chia sẻ gì cả. Chờ chút. Mình biết phải làm gì rồi. Và chỉ cần một ngụm thôi. Gì cơ? Trò này sẽ vui đây. Gì thế? Mình nghĩ Kevin bị hỏng rồi. Thủ thuật hay thế nhỉ? Muốn thử không? Gặp cậu sau nhé. Nó có hiệu quả không ta? À! Kevin! Lại ăn nữa hả Madison? Tớ mới chạy 8 cây đấy. Hù, khát quá. Này, không còn giòn nào nữa hả? Mình sẽ đổ thêm vào đây. Hãy kiểm chứng kỹ năng đổ nước phi thường của tớ đi. Phải vào chai chứ. Thôi nào, tập trung. Giờ thì nhìn rõ hơn rồi. Và đổ. À! Đổ hết ra ngoài mà chẳng được tí nào vào chai. Bực thật. Thế này còn chẳng đủ một ngụm. Mình không muốn chết khát ở đây đâu. Này, cho tớ mượn đũa tí. Thứ này là câu trả lời cho lời cầu nguyện cơn khát của mình. Chỉ cần đổ nước vào qua đũa vào chai. Và nước sẽ vào trong ngay. Mẹo hay chứ hả? Wow, cậu học đâu trò này đấy? Xem tớ làm được không này. Tớ sẽ đổ nước cam vào đây. Đường này. Cứ như nước dính vào cái đũa ý. Giờ cho nước vào chai thật là dễ dàng. Mẹ của chúng ta và đống tiểu thuyết lãng mạn của họ không được làm rơi. Mẹ còn chẳng để ý Jennifer. Thôi nào, phải nhét hết vào đây. Con yêu, sao cứ sột soạt gì thế? Con không nhét hết đống giấy con cần vào đây được. Dừng ngay, con làm nhăn hết rồi. Sao đến cái này cũng không biết thế hả? Đưa cho mẹ. Đừng có hòng ăn gian bài vở. Con xin lỗi. Sao con không dùng miếng vỉa mẹ mua cho? Giờ thì rối tung hết cả lên. Thực ra... thứ này có thể đa năng hơn ta nghĩ đấy. Lấy một miếng bìa thế này và cắt phần trên đi. Sau đó dán vào các ngăn theo ý thích của bạn. Rồi nhét giấy tờ vào để dễ tìm. Đừng quên cái này nhé. Cảm ơn mẹ sao cũng được. Đây. Cái này trông yêu thế. Giấy tờ của mình trong này hết rồi. Mẹ luôn biết cái gì là tốt nhất. Hy vọng mình giữ thứ này gọn gàng được. Và phần tuyệt nhất à, mình có thể tìm thấy giấy tờ mình cần chỉ trong vài giây. Cái biểu đồ phần tử mình cần đâu rồi? À ha! Phải nhanh lên trước khi muộn nào. Con sẽ kể cho mẹ sau nhé. Cuối cùng mình được đọc tiếp rồi. Ồ, cái gì thế? Tiệc ư? Mị muốn đi. Nhưng phải tu tát lại đã. Có đồ đi tiệc ở đây không ta? Cái này thì sao? Cậu chất thành một đống ở kia rồi đấy Kate. Cuối cùng tôi cũng tìm được. Trông mình sẽ rất dễ thương ở bữa tiệc đây. Tuyệt. Chuẩn không cần chỉnh.
Từ từ đã. Con có định dọn cái đống kia không? Con làm lúc về được không? Ôi trời, mình sẽ bị muộn mất. Chắc cả năm mới dọn xong đống này quá. Hả? Mình biết rồi. Treo vỏ gối ở lưng ghế và kéo nó xuống thế này. Một khi nó chắc rồi, vứt đồ vào trong. Chỉ một phút, đống lộn xộn đã đi vào dĩ vãng. Đến lúc cho mẹ xem rồi. Biết đâu, mẹ còn cho bạn mượn mấy món trang sức tuyệt đẹp của bà. Gọn gàng cũng có phần thưởng của nó chứ. Văn xin, bye mẹ. Dù bạn có thích hay không, làm mẹ bạn vực vẫn là điều không thể tránh khỏi. Wow, nhiều sữa quá đấy Jennifer. Vậy, nếu lần tới mẹ có nhìn bạn hầm hầm, thì hãy dùng những thủ thuật tự làm tại nhà này nhé. Con chào mẹ. Chào con yêu. Con đi qua đầm lầy nào để về nhà vậy hả? Mẹ vừa mới lau sàn. Chỉ có một cách để lau đống vết bẩn này. Chà, chắc hẳn đây là cách riêng của mẹ. Eo, mới nghĩ là đã sợ rồi. Ôi trời, mình đã làm gì thế này? Cái này phải dùng mẹo thôi. Lấy một quả bóng đã được thổi và đặt chiếc giày bẩn của bạn lên trên lúc tháo hơi. Một khi không khí ra ngoài hết, thì bạn sẽ có túi bảo vệ giày mới toanh. Vì trong nhà thì phải sạch sẽ. Phải không mẹ? Ôi, mẹ suýt khóc đây. Sophia, tôi rất vui vì bạn đã đến. Cụng ly nào. Thức uống này ngon đấy. Này Amy, muốn một ngụm không? Ái chà, làm thế nào mà Sophia giữ chiếc cốc lơ lửng như vậy? Ôi trời ơi, bạn biết là tôi không thích những thứ bay lơ lửng mà. Úi, hình như bạn làm quá với trò này rồi đấy Sophia. Bạn có muốn thực hiện thủ thuật này trong bữa tiệc tiếp theo của bạn không? À ha, bí quyết nằm trong một lỗ ma thuật nằm ở mặt sau của chiếc cốc. Đút ngón tay cái của bạn vào đấy là xong. Đó là một đêm tối tăm, bão tố và mưa đang đập mạnh trên cửa sổ. Mưa ư, mưa thì có gì đáng sợ. Thôi, lướt Instagram nào. Ôi trời, các bạn thậm chí còn không nghe tôi nói. Tôi biết một thứ thực sự đáng sợ sẽ làm bạn bè tôi sợ tụt quần. Xem nhé. Một cái vòng móc khóa. Đây vẫn là một phần của câu chuyện đáng sợ hả Amy? Ôi đừng ăn nó. Đợi đã, có gì đó trong mắt tôi. Trời ơi, nó thật sự rất ngứa, có thứ gì đó ở đó. Và trời ơi, nó là cái vòng móc khóa. Ôi trời, cái vòng chui ra từ mắt của bạn, kinh quá. Có nên gọi bác sĩ không? Vậy thế nào Amy làm được trả ảo thuật này? Đợi đã, có đến 2 cái vòng, họ đã bị lừa. Ồ, nhìn xem 3 cô gái này đang tham gia bữa tiệc của họ. Những điệu nhảy này khiến tôi đổ mồ hôi như một con heo. Tôi phải nghỉ ngơi thôi. Vâng, đồ uống lạnh. Ôi, đợi một chút, tôi có thể làm cho bữa tiệc này trở nên thú vị hơn. Này các bạn, nhìn nó đi. Bạn có nhìn thấy những gì tôi đang thấy không? Hàng tá suy nghĩ nhảy múa trong đầu. Bằng cách nào bạn làm được điều đó? Tôi nghĩ bạn của chúng ta là một phù thủy. Không, Mia không phải là phù thủy nhưng cô ấy rất thông minh. Lấy một miếng băng keo hai mặt, dán nó vào ống hút và ngón tay giữa của bạn. Bây giờ hãy đan tay vào. Khi bạn ngọ nguậy ngón tay đó, ống hút sẽ di chuyển, thế không? Thưa quý vị, các chàng trai và những cô gái, những gì bạn có thể nhìn thấy có thể không tuân theo mọi quy luật nào mà bạn nghĩ bạn biết về thế giới, hoặc ít nhất là về khăn ăn. Với một cú chạm của ngọn lửa, miếng khăn ăn này sẽ không còn như trước đó nữa. Thật tuyệt phải không? Chúng tôi có nhiều cách hơn cho những trò ảo thuật như thế này. Đã bao giờ bạn ước mình có thể chơi khăm bạn thân chưa? Không có vấn đề gì cả, một cái gì đó vô hại đủ để gia vị cho bạn bè thêm vui vẻ. Nếu bạn cũng có suy nghĩ như vậy, thì hẳn là bạn sẽ thích những trò đùa và trò chơi khăm thú vị này và áp dụng cho bạn bè của mình.
và hy vọng họ sẽ không giận bạn quá lâu. Có một người bạn sẽ không bao giờ biết đặt điện thoại xuống. Xin chào, tôi đang nói chuyện với bạn đây. Đây là một cách để loại bỏ chiếc điện thoại chết tiệt đó mãi mãi. Yêu cầu họ đưa điện thoại ra bằng một tay. Tay kia nắm lấy cổ tay này. Rồi từng ngón tay một, nhấc nó lên. Rất tiếc, tạm biệt điện thoại. Một cú lừa phải không nào? Không giống như bạn, tôi có ngón tay trỏ của tay đối diện giữ chiếc điện thoại ở vị trí như vậy. Xem này, xin lỗi ư? Không đâu. Không biết làm thế nào để trả đũa cô bạn thân vì đã làm hỏng chiếc áo len cô ấy mượn của bạn ư? Nói với cô ấy rằng bạn có thể làm cho đồng xu của cô ấy biến mất, thả nó vào trong chai nước và đọc một câu thần chú, sau đó yêu cầu cô ấy tìm nó. Một khi cô ấy đến gần, bam, bóp chai nước vào mặt cô ấy. Yeah, ăn mừng thôi. Không có gì bằng một ngày chủ nhật thư giãn, không cần phải làm gì, tập yoga và treo ngược mình lên. Có muốn mọi thứ trở nên thú vị hơn một chút không? Ai cần ghế thường xuyên nữa khi bạn có thể treo ngược dễ dàng như thế này? Này cô gái, có muốn tham gia cùng tôi không? Làm sao để chống lại trọng lực được nhỉ? Hãy lật ngược mọi thứ. Đăng một clip thách thức trọng lực của bạn và tất cả mọi người sẽ vô cùng ngạc nhiên đấy. Đơn giản chỉ cần làm cho phông nền của bạn trông giống như sàn nhà bằng cách treo một tấm thảm và đặt một vài chiếc bàn ghế ở hai bên.